Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ tới về cách để tiết kiệm nước. Điều đầu tiên, đừng quên vào nhấc cameraman. Đó, điều đầu tiên sẽ là không sử dụng bồn cầu như là gạt tàng hay là thùng rác. Điều thứ hai, đấy là khóa vòi nước hoặc chưa khi đang đánh răng. Điều thứ ba, đó là không sử dụng máy giặt theo công suất lớn nhất. Điều thứ tư đấy là không đặt chai nhựa hoặc là phao nổi vào trong ngăn chứa nước của nước xả bồn cầu. Điều thứ năm đấy là sử dụng vòi hoa sen tiết kiệm. Điều thứ sáu là kiểm tra rò rỉ do bồn cầu vệ sinh. Và cuối cùng điều thứ bảy đấy là chỉ tưới bãi cỏ khi cần thiết. Và rồi, vậy là chúng ta đã tới với 7 cách để có thể tiết kiệm nước. Tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn đã xem video.